Hiện tại là 10 giờ 15 phút ngày 29 tháng 1 dương lịch năm 2019 thì chúng tôi là đang có mặt tại nhà anh Trung Cảnh tại khu 1 xã Đỗ Sơn, Thanh Ba. Thì hôm nay chúng tôi là vừa lắp cho anh một chiếc sập ngũ phúc gỗ dê gừng đây. Vừa lắp hoàn thiện cho anh. Đây là phòng khách nhà anh. Trên màn hình đây là hai bác bá, bố mẹ và đây là anh Cảnh. Đây chiếc sập ngũ phúc. Gỗ dê gừng đã được hoàn thiện BU bóng rồi. Hàng đục trạng ngũ phúc rất đẹp. Đây quý vị có thể thấy vườn gỗ này. Chân là đục tùng lọc. Bên trên là rơi phúc. Đây là bác chủ nhà. Mọi người ai có nhu cầu mà muốn sở hữu những sản phẩm như này thì có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại 0987 510 816 hoặc là truy cập vào website đồ gỗ tùng8.com. Chúng tôi là có địa chỉ tại Phan Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây, số điện thoại trên màn hình đây. Đây là bác chủ nhà đây. Rất cảm ơn gia đình bác đã ủng hộ sản phẩm chúng tôi và chúc bác gia đình là chuẩn bị đón năm mới là thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.